chuối nướng ăn với đậu hành nha bà con. Hello, Lan xin chào cả nhà. Bây giờ chiều chiều rồi bà con, 4 giờ chiều rồi, thèm ăn chuối nướng chan mỡ hành nha bà con, sốt mỡ hành. Đây là có mua nải chuối, có sắm có, nó hòm hòm như vậy nè. Bây giờ Lan lột ra Lan nướng nha. Rồi đây có bó hành, chút xíu làm mỡ hành. Nấu tiếng mỡ thật cái dầu hành với chút xíu muối, đường rồi vậy đó. Thì thè làm mình ăn ngồi Việt Nam thích ăn vậy đó, ngon lắm. Nhầm người thì người ta ăn với nước cốt dừa nha, nhưng Lan ăn với dầu muối đường nó mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm bà con. Mời bà con vào bếp với Lan nha, mời cả nhà. Rồi trước tiên Lan lột chuối nha, đây chuối đây, bây giờ mình lột ra dĩa ở xứ Lan ăn cái này nhiều lắm nha bà con, thích ăn gì nè chuối gì đó. Còn sống sống vậy nè, đó mình lột ra chút xíu mình nướng nha, chứ chín quá thì nó không ngon nha bà con, nó sống sống mồm mồm vậy á. Nói chung sống quá thì nó hơi khó lột, mà nó vừa chín hơi hơi gì nè, dễ lột lắm bà con. Để đây. Giờ lấy ta Lan tắt máy Lan lột. Bây giờ Lan chắc nó vô trong cái lò nướng này Lan nướng nha bà con nha. Đây, để tắt mấy em vô và nướng. Sáu bảy hai bốn sáu tám hả, bây giờ phải sắp trái nó mới được chứ, sao cái bảy cái tám sao đây. Rồi, để đây, để đây cho nó nướng hai lần thôi nha bà con. Rồi 15 phút rồi bắt đầu mình đi làm hành nha, không không tới nửa chén nha bà con, 1/3 thôi. Rồi làm sắc hành để vô. Đây Lan để vô một muỗng muối nha, muỗng nhỏ hơn muỗng cà phê, một muỗng đường, cái này muỗng ăn canh mà hơi nhỏ hơn muỗng ăn canh chút xíu nha bà con. Đây Lan quậy lên, cái Lan đi quay khoảng 50 second vậy đó bà con, chưa tới 1 phút. Chừng nào gần ăn á mình hãy quay nha, chứ đừng có quay trước nó nguội. Rồi nãy giờ để Lan coi thử nó sao nha. Đó đó, đó bây giờ nó vàng rồi bà con, lấy đôi đôi đũa chở nó nha. Đó thích ăn gì đó bà con, chở nó chở nó đó. U nó vàng cũng đều quá nha, u nó vàng dưới này luôn nè, u ngon nha. Trở lại trở lại trở lại trở lại, chín quá thì nó mềm nha bà con, nó không chín quá nó mềm nè, còn mấy trái sống sống gì chứ ngon lắm đó. Nóng mọi người. Để vô Lan nướng tiếp nữa nha. Mình nướng thêm khoảng 5 phút, tổng cộng 20 phút là được rồi bà con, 180 độ. Đợi chút. Đi sạc mấy cái vị á. Wow. Rồi. Ngon lắm rồi nè bà con. Ui bá cháy ruột chép chưa? Ý dạ. Bởi vì làm sống sống gì mới ngon nè. Đó, trời ơi Lan để đó nè. Dạ. Rắc nó ra nha. Cái trái này nó chín nè, nó mềm nữa đó. Mềm gì là không ngon nè bà con ơi, không không có bằng cái trái còn sống. Có gì nè ép ra ăn mới ngon. Đó. Mà trong một nải mà nhiều khi nó có sống có chín bà con ơi, không biết làm sao nói nữa.
đó. Này nó là đó, để vô. Rồi Lâm để vô cho nước nha, xa xa ra vậy nè. Rồi mình để vô. Ở đây. Giờ bắt đầu Lan đi ép nha. Mình để nó Lan lót cái giấy rồi nè, cái giấy kiến các bà con, để nó xuống gì làm ép nha. Mình nhặn nó xuống gì đó cho nó dẹp dẹp gì nè bà con đó. Trời ơi. Dẹp gì đó. Bây giờ Lan đi thẳng mở hành Lan để lên nha. Đó. Đây. Cái chén là mở hành ngồi nha bà con. Bây giờ mình nêm thử nó sao. Coi nó có thiếu cái gì thì mình để vô thêm nha. Cái này là mình chét lên trái bắp cũng ngon lắm bà con. Nó ăn vừa ăn nha bà con ơi, mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm. Bây giờ Lan để lên nha. Ôi ôi. Ba trái một chét. Trước cho mấy em bán trái bụng chét. Không biết mặt tới đâu rồi, ăn mẹ nó đi. Thèm thì cứ ăn bà con ơi. Nói chung là ăn còn ăn được thì cứ ăn đi nha. Thèm gì ăn cái đó. Bạn chở lại bên này để cho nó ăn. Xong một dĩa ở đây. Chuối ra nha. Ôi. Giờ mình để nó ra. Bà nội ăn chuối không có làm mẹ gì hết. Mày ăn không? Mày biết ăn này không? Hả? Tao thèm mấy món Việt Nam quê tao mày ơi. Dầu đầu mấy mày rủ nó xuống ăn cái thôi mấy nè. Rồi xong, chút nữa dẹp đi ha. Giờ để cái mỡ hành lên. Để nhiều nhiều cho nó ngon. Chừng nào mập thì mập đó bà con ơi, kệ đi. Mập thì nó cũng đã mập rồi. Chứ có ốm đâu. Rồi, qua ăn. Ngon quá. Ui, để đây. Xong rồi bà con ở đây. Hello, Lan xin chào cả nhà. Lan đã làm xong cái món chuối nướng ăn với mỡ hành. Thường thường ta kêu mỡ hành chứ thật ra dầu hành nha bà con. Mỡ hành chung với muối và chút xíu đường. Mời bà con ăn với Lan nha. Cái này món ngon ở quê nhà nữa nè. Coi như là ở Úc này thèm cái gì thì tự làm nha. Mời cả nhà ăn với Lan. Nãy giờ Lan làm rồi mà kêu không ai bởi hết trơn, hình như còn mê ngủ hay gì nha. Bây giờ Lan mời bà con ăn với Lan nha. Hai dĩa ngon quá. Ôi bây giờ lấy miếng nào đây, miếng này đi bóc đi nha bà con, chứ này đâu có ăn lũa gì được đâu. Rồi mời cả nhà nha, ngon lắm. Mặn mặn, nó hơn cái vị mặn nhiều hơn ngọt. Mặn mặn mà cũng hơi ngọt ngọt, ngon ngon bà con. Con dâu mình thích lắm, anh Liêm thích nữa.
ngon bà con. Ăn hai trái. Ăn thử trái chín rồi nó ra sao nha. Bạn thấy nó chầm nhẹp rồi nè. Thường thường nướng cái này nó còn hơi sống sống mới ngon bà con. Chứ chín quá thì cũng không ngon nha. Cũng ngon. Ê, muốn đi đâu vậy? Nó muốn đi ăn con. Con chó muốn đi ăn sao? Anh Liêm anh ngồi sao? Nó muốn đi ăn sao? Ngon bà con ơi. Ăn nhiều cái món lạ thì cái ngon. Hồi nhỏ Việt Nam mà ưa đi chợ rồi chắc chưa mua ăn lắm mà. Người ta bán buổi trưa á. Cái trái này còn sống nè. Làng ăn thử cái trái thiệt và sống của nó sao nha. Nó chín thì mình nướng nó không ngon mà con ơi. Sống nó ngon hơn. Sống nó ngon. Nó dẻ, cái chín nó hơi chùm nhẹp cũng ngon. Ăn hơn ba trái ngồi chắc chịu khỏi ăn cơm mà. Lúc nó bưng qua cho em mình ăn nhiều lắm, ăn đâu hết đâu. Lâu lâu thèm ăn ngon bà con. Có cái lò nó nướng khỏi mình khỏi sợ khét vậy đó. Cứ bỏ vô dặn 15 phút rồi lợi mình coi cho nó hay sao. Thường thường 15 phút là bắt đầu nó vàng rồi, mình chở qua thêm mấy phút nữa là được rồi. Ngon quá. Ngon lắm bà con ơi, Lan ăn ba trái rồi. Con này để hồi chắc cho em Lan mấy trái. Anh Liêm với Diệu Hiền nữa mày còn nữa. Làm nguyên mãi. Hồi tới đây Lan xin kết thúc video. Cảm ơn mà con bỏ thì giờ coi video của Lan nha. Thành thật cảm ơn. Lan xin chào cả nhà. Lan kính chúc bà con ngày mới vui vẻ khỏe mạnh. Lan xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye. Buồn buồn làm ăn cũng ngon lắm bà con.